bệnh nhân thì cũng nên có những cái đoàn kim ngắn như này để giới thiệu cho bệnh nhân cách chúng ta đeo về gì. Thứ nhất là để cho bệnh nhân hiểu được tác dụng của nó thì họ sẽ hợp tác cũng nhiều tốt hơn. Thế thì thành phần của cái hàm áo lót di chuyển răng nó gồm có nền dừa này, móc này, cốc nong, các cái lò xo và dây phun môi. Cái nền dừa này thì có thể bằng nhựa luộc hoặc là nhựa tự dựng. Các gì chắc là sẽ được giới thiệu kỹ hơn được cái quy trình làm cái nền dừa như thế nào trong phần sau. Thế cho nên là chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể tự làm được cái hàm áo lót như này. Được. Một thành phần nữa đây là ốc nong. Ốc nong thì chưa nó để nong cái cung răng cho chúng ăn và chỉ nghiêng răng thôi chứ không tác động đến cái ốc giữa. Nếu mà kẹp do xương thì chúng ta thường phải sử dụng ốc nong nhanh để tác động lên cái khớp giữa khẩu cái của chúng ta. Đây là cái hình ảnh ốc nong. Ốc nong này các anh thì có thể mua rời ra và chúng ta có thể về từ thiết kế một cái hàm từ lắp vào cũng làm được. Hoặc là chúng ta tự sửa và chúng ta vẽ cái chỉ định ra đặt cái ốc ở đâu thì sửa chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ làm chúng ta. Thế thì lúc mà chúng ta đặt ốc nong thì chúng ta nhớ là cái ốc nong này nó phải song song với cả cái nền bên dưới chứ không phải là làm như này. Làm như này thì cái hiệu quả nó thấp hơn và nó gì ạ? Nó làm cho cái nền hàng của chúng ta dày với tổng hướng. Ông nong này không chỉ là nong nong ngang mà nó còn có thể nong theo các chiều khác nhau và thậm chí là nó có thể nong nong cho từng răng một. Các anh chị nhìn một cái răng ngược nhiều quá, các anh chị muốn dùng hàng tháo lắp một cái lò xo có thể không đẩy được hết và chúng ta dùng cái ông nong này thì chịu lực nó sẽ mạnh hơn. Chúng ta có thể chỉnh hình và đặt cái ốc nong vào những cái vị trí cần thiết, ví dụ chỉ nong một cái cối đằng sau hoặc là để cái phần này ra sau một chút. Ở đây các anh chị xem một chút về cái hình ảnh người ta dùng ốc nong và người ta nong cái cản chéo đằng trước. Và các anh chị lưu ý gì ạ? Thời gian đeo của chúng ta thì như thế nào? Trong cái hàm này thì phải đeo liên tục và đặc biệt là những cái nút tăng. Vâng, có những người bệnh nhân không giải thích kỹ cho bệnh nhân về cứ lúc nào ăn rồi lại bỏ ra và đeo cả năm trời không có hiệu quả. Tất nhiên cái trường hợp ngược này thì chúng ta có thể dùng cái bờ sò bên trong để kiểm tra hoặc là dùng ốc. Dùng ốc này thì chúng ta sẽ tác dụng được nhiều hơn trong trường hợp mà nó ngược nhiều. Và các anh chị lưu ý điều gì nữa? Trong quá trình đeo thì chúng ta phải hạ dần khớp cắn. Đến lúc mà các cái răng này bắt đầu vượt ra rồi thì chúng ta bắt đầu hạ dần khớp cắn. Vâng. Các anh chị nhớ hạ dần khớp cắn để đến lúc mà cái răng nó ra cơ quan đồ cắn trùng cắn tiến tương đối tốt thì chúng ta hạ cũng coi như là gần xong cái phần này. Đấy là ốc nong. Còn phần nữa là lò xo. Lò xo tức là những cái dây mà chúng ta cuốn ấy để tác dụng đóng kín cái đồi này, làm nghiêng răng và xoay răng.
xoay răng thì hơi khó, đối với làm tháo lắp mà xoay răng thì hơi khó. Vâng, thường nghiêng là chính thôi. Đóng cái đóng kín cái cửa thổi này nó đóng kín bằng cách nghiêng là chính thôi. Một số cái loại lò xo mà chúng ta hay dùng, lò xo kiểu móng tay có một cái vòng ở đây và cái lò xo này nó sẽ tác dụng lực lên cái răng để kéo cái răng làm nghiêng, nghiêng gần nghiêng xa tùy theo cái hướng mà chúng ta đặt và chúng ta tác dụng lực như nào thì nó sẽ có cái mức độ nghiêng gần và nghiêng xa. Đấy, cái này thì nếu mà thả lúc mà thả tự do thì cái móc này nó sẽ cái lò xo này nó ra đến đây và đến lúc chúng ta lắp vào thì nó sẽ có được tác dụng lực sang. Những cái này thì tương đối đơn giản. Cái lò xo để đẩy răng, cái này để đẩy răng nghiêng ra ngoài. Hay gặp những trường hợp mà một cái răng nghiêng nó đơn giản. Tất nhiên để mà đẩy được răng như này điều kiện là gì ạ? Cái khoản này nó không đủ và cái đó không đủ thì cái răng nó sẽ không thể di chuyển ra được. Đây là một số cái kiểu lò xo mà có thể dùng trong cái hàng tháo lắp. Cái lò xo kiểu này cũng hay dùng đấy. Có thể đôi khi chúng ta gọi là cái dâu côn ấy cũng khá là hay dùng. Rồi ngày xưa mà khi mà hàng gắn chặt còn chưa phổ biến thì cái hàng tháo lắp để kéo răng nhanh sau khi nổ răng bún thì rất là nhiều và cái dàn vào sau của nó là như thế này, nó sẽ kéo với răng nhanh nghiêng vào cái phần răng số 4 là phần bổ. Rồi một phần nữa là cái dây phun môi. Cái dây phun môi này thì thường nó sẽ đi qua mặt giữa mặt ngoài của các răng cửa chúng ta trước hoặc là giữa của răng nhanh thì nó sẽ có thêm một cái nút, một cái u bù trừ ở đây và cái phần đuôi móc nó sẽ vượt qua cái tiếp giáp của răng số 3 và răng số 4. Người ta có thể biến đổi cái dây phun môi này đi một chút để lại dài hơn ra giữa răng 4 và răng 5, hoặc là thậm chí người ta có thể hàn vào cái móc a răng đằng sau. Người ta cũng có thể ứng dụng cái phun môi này để kéo cái răng, cả hai ở đây các anh chị nhìn thấy răng minh hòa cho chúng ta kéo hai cái răng cửa, đưa bằng chỉ dây phun môi cắt ra một đôi và bắt đầu kéo. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ cái tác dụng của cái hàm tháo lắp mà nó chỉ tác dụng lên từng răng trên cái, nó không thể tác dụng đồng thời nhiều răng. Các anh chị nhìn thấy là nó kéo hai cái răng cửa tiếp vào thì hai cái kẽ hai bên nó cũng chưa ra. Nhưng mà vẫn còn đẹp hơn ở cái trên đúng không ạ? Cái này nó cải thiện hơn. Rồi một thành phần nữa của cái cụ tháo lắp đấy là cái móc. Móc này là có thành phần gần như là có cái tính quyết định rất là quan trọng, bởi vì nó luôn giữ hàm, cái hàm nó luôn giữ tốt chắc chắn thì lúc đấy cái tác dụng của nó mới được phát huy. Móc alam là loại cái móc là móc thông duy cùng nhất và nó được cải tiến từ móc tháo này bám vào vùng thèm. Đây là cái móc xoát. Móc này thì nó bám dính tương đối tốt nhưng mà nó cồng kềnh, nó vướng, khó làm và nó dễ bị gãy. Thế cho nên là người ta gần như là không dùng nữa. Đây là minh họa cho chúng ta xem là chúng tôi và thực tế thì gần như là không dùng. Móc alam thì lưu giữ rất là tốt. Về mặt lý thuyết thì móc alam người ta có thể sử dụng cho tất cả các răng. Thế nhưng mà trên thực tế thì người ta thường sử dụng chủ yếu cho răng số 6. Đây là cái hình của cái móc alam. Nó sẽ có hai cái phần này nó bám vào cùng về phía xa và phía gần của cái răng số 6 này. Và đây là cái cách điều chỉnh. Lúc mà chúng ta dùng súng trưởng hoặc làm xong thì rất là tốt, nhưng mà bây giờ trước khi đeo bệnh nhân chúng ta cũng phải điều chỉnh có thể nhiều hoặc ít. Và đây là hai cái vị trí mà chúng ta thường điều chỉnh để cho tăng cường cái độ bám dính của cái móc a răng.
một loài móc nữa là móc vòng. Móc này bám dính thì yếu hơn nhưng mà nó còn càng có những chiều hơn móc banana. Nhiều trường hợp hỗ trợ cho móc banana. Đây các anh chị nhìn thấy đây móc vòng, nó cũng có đơn giản và nó không tốn thời nhiều lắm. Rồi một cái móc đây là móc bi. Móc bi thì nó sẽ đi qua cái điểm tiếp xúc giữa hai răng và bám vào cụm đèn giữa hai răng. Ở đầu nó thì có cái bi. Thường ở xưởng của chúng ta thì người ta không có cái móc bi làm sẵn này, chắc là nó hơi khó mua hoặc là nó hơi đắt gì đấy. Thế thì người ta thường hay người ta để bằng một cái đầu quần dài và cho nó vào đây. Thế thì đấy là những cái thành phần cơ bản của cái hàm chỉnh nhạc tháo lắp. Lúc mà chúng ta lắp hàm cho bệnh nhân thì bao giờ cũng việc cũng phải kiểm tra kỹ, chỉnh sửa vân vân để cho nó và cái bờ xung quanh thì cũng được mài kèm làm nhạc để giảm cái sự kích thích khó chịu cho bệnh nhân. Kiểm tra các cái phần lưu giữ nhất là các cái móc cung môi lò xo vân vân và những cái cung môi cái lò xo này, nhất là cái cung môi mà bật kín xuống ở cái phía răng nanh thì nó không được tì vào cái niêm mạc nhiều trường hợp. Nó tì hẳn vào bệnh nhân bị rét ra và như thế thì bệnh nhân sẽ rất là sờ và không đeo vào. Khi đấy thì tác dụng của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Một điều quan trọng đấy là các anh chị phải hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách lắp hàm, tháo hàm, lắp vào đâu. Ví dụ lúc lắp hàm thì cầm một cái móc và đang đằng sau ấn lên đúng không, hoặc là tháo ra thì chúng ta cũng giữ vào đấy nhà hàng ví dụ như thế, và cầm gương và cho bệnh nhân tháo lắp thuần thục lúc đấy cho bệnh nhân về. Bởi vì thường cái hàm tháo lắp này là trẻ con, và trẻ con thì nó nhiều lúc nó không được cẩn thận lắm, chúng ta phải hướng dẫn cẩn thận kèm bệnh nhân tái khám. Và các anh chị nếu là chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân một cái hộp để cho bệnh nhân giữ hàm, thứ nhất là để cho bệnh nhân không ý cái hàm nó không bị gãy vỡ. Mỗi lần mà cái hàm nó bị gãy móc rồi thì mình vỡ mà sửa lại rất là mất thời gian, mất công. Thế cho nên là chúng ta làm cho bệnh nhân cái hộp như thế thì rất là tốt. Thế thì thành công phụ thuộc chủ yếu vào sự hợp tác của bệnh nhân. Đấy là phần về hàm chỉnh nhạc tháo lắp. Chúng ta sang một phần nữa, đấy là cái hàm gắn chặt. Chúng ta hiểu chưa? Chưa. Anh chỉ có cần hay không, hay là chúng ta cứ có cần dặn đi mà. Cứ xem một chút có rồi. cho nên là bên đấy cũng không có điều kiện phát triển.
chính hàm chính nha cố định. Chính vì thế cho nên là các anh chị đọc sách nhiều chắc thấy là ở những cái hàm cố định này nó phát triển chủ yếu ở Mỹ từ ông Engel cho đến ông Andrew đúng không? Và về sau bây giờ thì nó gần như là tương đương. Còn cái hàm áo lắp thì ở Mỹ cái hàm ventilator rồi elevator vân vân từ móc Adam thì đều là từ châu Âu ra cả. Thế thì cái hàm cố định này nó phát triển ở Mỹ trong cái thời kỳ đầu và trong cái khoảng thời gian khoảng độ những năm 30, 40, 50 thì ở bên Mỹ thì người ta chủ yếu là dùng cái hàm mà đáng chặt. Giống như mấy cái video lúc nào cũng phải chỉ là mấy cái điều khác trải trang cơ bản
để nhận xem thì chúng ta thành cho hơn một chuyên nghiệp có vẻ gì chuyên nghiệp đúng rồi làm được chuyên nghiệp không những là giúp mà bệnh nhân vệ sinh răng miệng tốt một cách hơn mà bệnh nhân cũng tin tưởng chúng ta hơn và một khi bệnh nhân tin tưởng thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn là nó sẽ cao hơn bệnh nhân sẽ được khá tốt hơn một nhược điểm cũng không nhỏ đấy là ảnh hưởng thẩm mỹ bệnh nhân đeo mắc cài răng và rất là ảnh hưởng là nhiều người đeo xong rồi đến lúc đám cưới thu bạch cưới thế là phải tháo ra xong rồi cưới xong thì được phần răng mặt về để gắn vào chúng ta cần phải được đào tạo kỹ hơn về cái răng những kiến thức cơ bản những cái hàm gắn chặt chi phí điều trị cao chắc chắn là cao không rẻ hơn dưới 10-15 triệu đúng không ạ thậm chí có những cái hàm gắn chặt các anh chị làm có thể lên đến 40-50 triệu tốn nhiều thời gian rất mất thời gian một buổi các anh chị gắn mắc cài cùng lắm thì chỉ hèn khoảng 1-2 bệnh nhân đúng không gắn mắc cài gắn ren hướng dẫn bệnh nhân các thứ rất mất thời gian trong khi hàm tháo lắp thì một buổi chúng ta có thể hèn được nhiều bệnh nhân hơn quy trình điều trị phức tạp kiểm soát theo chặt cũng phức tạp thế thì ngày nay vị trí cù chỉnh nha của mình chủ yếu là các cái hệ thống X-quang cái hệ thống này người khai sinh ra là ông Engel các anh chị biết là ông Engel này là một người rất là nổi tiếng đúng không ạ và các cái khí cụ cố định ngày nay đều hầu hết là dựa trên nguyên tắc thiết kế của ông thì quá trình hình thành thì ông Engel này ông đã phát triển ra 4 loại khí cụ cơ bản chúng ta xem qua một chút biết thôi chứ bây giờ chúng ta cũng không dùng thứ nhất là khí cụ nghe thì nó có một cái cung ở ngoài rất là chắc chắn và nó buộc vào các răng và nó kéo các răng ra như này thì lực nó mạnh gián đoạn chúng ta bây giờ thì có hình dung mà hồi đấy thì chắc là hồi đầu thế kỷ 20 thì chắc là cái này là cũng là tối ưu rồi đúng không ạ trông nó rất cầu kỳ bây giờ chúng ta chỉ được xem cái hình ảnh hình chính thôi một loài nữa đấy là khi cụ chốt của ống thì có cái ống này này nó gắn ở trên cái be ngày xưa thì người ta không gắn được mắc cài vì còn nhiều mắc cài nó cũng mới có gần đây thôi nhưng từ cái thời này không có truyền gắn mắc cài trực tiếp lên răng và các anh chỉ nhìn sách vở hình ảnh đấy thì bao giờ nó cũng có cái be nó bọc hết lên răng và cái ống này nó gắn lên cái be đấy và cái dây cung nó chạy như này là nó cắt có cái chốt chui vào cái ống này nói chung là cũng rất là khó sử dụng cũng chỉ nghe tiếng chỉ xem hình ảnh thế thôi chứ chưa nhìn thấy nó bao giờ một cái loại nữa đây là cái cung ruy băng gọi là cung ruy băng bởi vì là nó có một cái giải chạy dọc cung răng và cái ben gắn vào các răng này thì nó có một cái phần móc để tạo ra một cái rãnh theo chiều đứng và những cụ đấy thì nó bao giờ nó cũng có nhược điểm là nó không di chuyển hết không kiểm soát hết được các cái răng và cuối cùng thì nó không đi ra một cái loại mắc cài mà ông đặt tên là SY thì cái khí cụ này nó có mặt ngoài một cái rãnh hình chữ nhật và một cái dây hình chữ nhật lắp vào trong cái răng này và cái này thì nó kiểm soát được răng theo 3 chiều chiều trước sau chiều đứng và chiều ngang kích thước là 22 x 28 và thực nghiệm ông ấy thực nghiệm và ông thấy là cái kích thước này thì nó là tối ưu tất nhiên là tối ưu với cái vật liệu thời đó và cái dây này người ta làm bằng cái kim loại quý này chúng ta chứ nó chưa có những cái vật liệu nó tốt như hiện nay đây là cái hình ảnh của cái mắc cài đế quai của ông bồ các anh chị nhìn thấy là bao giờ nó cũng cái mắc cài này nó cũng được gắn lên cái ben và cái ben này thì cũng sát cũng xung quanh cái răng và răng nào cũng phải gắn ben rất là cầu kỳ người nào cũng cảm nóng lên cái răng
Thế thì đây là cái chi phí vận tải ở ngoài. Cái chi phí nhá, nó có hai cái mắc nhỏ. Cái chi phí này nó có hai cái mắc nhỏ hai bên. Thế thì lúc mà chúng ta di chuyển răng, kéo răng thì có thể là cái răng nó có thể bị xoay. Thế thì ông ấy nghĩ ra hai cái mắc này để lúc mà gắn cái dây chung vào đây thì người ta buộc dùng cái dây thép, phải dùng cái dây buộc hai cái này để cho đánh cho cái răng nó không bị xoay. Và cái mũ là cái mũ nữa là vest. Thì đây là một học trò anh Hồ, và ông ấy cải tiến cái cụ từ giải khí băng thành cái cụ vest. Cái loại khí cụ này nó cũng khá là phổ biến hồi những năm khoảng độ những năm 60, nhưng mà bây giờ thì người ta ít dùng. Thế các anh chị nhìn thấy là nó cũng giống như cái khí cụ dùng dây khí băng, thì nó cũng có một cái rãnh, và cái rãnh này nó cũng theo chiều đứng. Tuy nhiên là ông ấy cải tiến là cái ri băng thì cái rãnh nó hướng về phía mặt nhai hoặc là dây cắn, còn đây thì hướng về phía lưỡi. Và rồi và người dùng cái dây thép để luồn qua cái rãnh này thì có cách này. Giữa các cái mắc cài, giữa các răng thì người ta uống các cái cung, các cái lò xo để giúp điều chỉnh thêm cái di chuyển của các răng nó tốt hơn. Đây thì chúng ta nhìn kỹ như thế. Và các chị nhìn thấy ở đây, ngày xưa thì người ta cũng dùng ghen để chúng tôi, chứ nó chưa có cái mắc cài gắn trực tiếp như thế này. Đôi khi ngày nay thì cũng có những cái mắc cài SY và người ta gắn lên cũng có một thêm cái phần rãnh ở theo chiều đứng để người ta tăng cường thêm cái thứ này, nhưng mà nó không phổ biến. Trước đây thì năm 60 thì cái loại chi phí này nó hiệu quả hơn, bởi vì là cùng một thời gian ta cùng một kết quả như thế, nhưng mà cái thời gian điều chỉnh ít hơn. Còn ngày nay thì chi phí này gần như là chiếm hầu hết, và bởi vì là nó đã có một số cái cải tiến, một số cải tiến đáng kể. Chẳng hạn trước đây thì phải muốn cho nó khỏi xoay răng thì ông anh buộc phải buộc hai cái móc như thế. Bây giờ thì cái mắc cài của chúng ta đã được cải tiến nhiều hơn, và nó có tác dụng chống xoay. Ví dụ ở đây nó có hai cái, và người ta buộc hai đầu như này thì cái lực nó sẽ cân bằng hơn, những cái moment đào ra nó sẽ cân bằng và nó sẽ chống được. Hoặc là trong trường hợp một cánh mắc cài này thì ít phổ biến thôi, thì bao giờ nó cũng có cái nền nó kéo dài ra để cho nó tìm vào cái dây cung và cái răng nó không bị xoay. Rồi cái thay đổi kích thước rãnh của mắc cài. Trước đây thì ông Apple ông ấy chỉ làm một cái loại rãnh mắc cài là 22 022. Sau đấy thì nhờ sự phát triển của cái vật liệu thì người ta cải tiến một chút và người ta đưa ra cái rãnh 18. Thế thì giữa hai cái rãnh này nó có một số cái khác nhau trong tác dụng, và điều chỉnh và cái điều quả của nó, những cái điều chỉnh để trong quá trình điều trị thì nó cũng tương đối khác nhau một chút. Những phần này thì các anh chị sẽ tìm hiểu thêm phần sau. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt, ví dụ như là cái rãnh 22 này thì trong giai đoạn đầu tiên chúng ta cũng bao giờ cũng dùng cái dây nhỏ, và nhờ dùng dây nhỏ như thế thì cái khoảng hở này, khoảng hở giữa cái rãnh mắc cài cái dây cung nó lớn hơn, nó làm cho cái răng nó sẽ di chuyển hơn, và cái lực nó sẽ nhẹ nhàng hơn, bệnh nhân dễ chịu hơn và di chuyển nó tốt hơn. Ở cái giai đoạn sau